Tim Cook được Apple trả 11,6 triệu đô la Mỹ, cao gấp 200 lần nhân viên. Apple cho biết thu nhập trung bình của nhân viên là 57.596 đô la Mỹ trong năm tài khóa 2019. Công ty hiện có hơn 130.000 nhân viên toàn thời gian và bán thời gian. Trong số 11,6 triệu đô la Mỹ CEO Tim Cook nhận được, 3 triệu đô la Mỹ là lương, 7,6 triệu đô la Mỹ là thưởng và gần 800.000 đô la Mỹ là chi phí bảo vệ và công tác. Như vậy, thu nhập của ông cao gấp 200 lần một nhân viên bình thường. Chênh lệch này không phải trường hợp hiếm gặp và hoàn toàn bình thường đối với các công ty công nghệ. Chẳng hạn, cũng trong năm tài khoá 2019, CEO Satya Nadella của Microsoft kiếm được gấp 248 lần so với nhân viên. Nhân viên Apple bao gồm các kỹ sư, nhà thiết kế làm việc trong trụ sở phi thuyền 5 tỷ đô la Mỹ cũng như hàng chục ngàn nhân viên bán lẻ làm việc tại Apple Store toàn cầu. Thu nhập của họ gồm lương cơ bản, thưởng, hoa hồng và một số khoản thưởng khác.